Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Minh Outdoor Đông giới thiệu đến anh em một mẫu ly. Nếu nói về công suất thì cực kỳ cỏ. 42W thì làm được cái đấy gì các bác kìa. 42W thì làm được cái đấy gì. Xin lỗi, 42W nó táng chết luôn các bác ạ. 42W thôi, nó táng chết loa luôn nếu dùng để nghe nhạc. Đây là một con âm ly cổ rất nổi tiếng của dòng Đề Nông. Cùng với 500Z, con này là 300Z, công suất nhỏ hơn 300ZA. Đây là một trong con âm ly rất nổi tiếng của dòng Đề Nông âm ly cổ anh em nhé. Tôi xin nhắc lại điều đó. Công suất tiêu thụ điện chỉ 42W thôi, nhưng ngất ngây về chất âm. Và con âm ly này tôi bán giá 3 triệu đồng anh em nhé, 3 triệu đồng. Có những con âm ly tầm 100W tôi vẫn bán giá tầm 2 triệu rưỡi hoặc là 2 triệu. Nhưng con âm ly này nó có chỗ đứng và vị trí riêng của nó. Các bác thử xem. Đợi chút nữa tôi sẽ mở nhạc. Bây giờ mời anh em cùng theo dõi tổng thể nội thất, xem là táng 42W nó táng chiết loa không, để nghe nhạc. Đây là mặt sau anh em nhé, hàng bãi zin tuyệt đối, góc cạnh đẹp kem, 100V 42W Nippon Columbia. Thế là nếu bác nào thấy những cái âm ly mà có tên Columbia, nó của Đề Nông anh em nhé. Vì trước khi Đề Nông thì nó tên Columbia, loa A, loa B. Và đặc biệt con âm ly này nó ngon nữa là nó có cả chức năng làm pre đây này anh em. Nó ngon ở cái chỗ này nữa đây này. Tôi từng bán con này nhưng mà không nhớ, bởi quay ra đây mới nhớ này. Đó, làm pre, chỉnh âm sắc cho một âm ly khác. Đường vào âm thanh, AUX, đánh hai đôi loa AB. Xem có A cộng B không, để xem lại. Tôi đang dã vào đôi loa bass 30. Đấy là căn cứ để anh em so sánh, có thể ghép vào loa nhà các bác. Và tôi bao luôn kể cả bass 35, bass 40 và những đôi loa cổ của anh em nhé. Tôi bao luôn điều đó. Không bao ship, giá tại cửa hàng là 3 triệu đồng, 42W thôi. Nếu mà nhìn công suất của nó thì đúng là khinh thường nó. Nhưng mà chất âm thì khỏi phải bàn luôn. Anh em hãy nhìn kỹ mặt tiền đi, bề ngang con này chắc tầm 40, bề cao thì tầm khoảng gần 20 đấy, chắc tầm 16-17, chiều sâu tầm gần 30, chắc tầm 28. Góc cạnh đẹp, xuất sát một chút là có, không tránh khỏi nhá, nhưng nó không có điểm nào xấu lớn, có nghĩa là không có móp méo. Đó, anh em hãy nhìn kỹ giúp, AB cộng B, bát chép đầy đủ, khống chế khoảng âm đầy đủ, cân loa, lao lớt, mu tinh là tiếng nhỏ. Đường vào tôi đang cắm vào AUX. Ngoài ra còn có đường tape. Ok, bây giờ sẽ mời anh em nghe nhạc, xem là cái lời tôi nói nó có chuẩn không, xem là cộng đồng mạng đánh giá con âm ly này nó có chuẩn không. Lời và bát đánh rất êm luôn. Tiếng bát đánh rất sâu và êm. Lời ngọt. Đấy là đặc trưng của những con âm ly cổ, cũng như con âm ly cổ Đề Nông này. Ai ngăn dòng nước trôi về, ai nào có thấu lòng tôi. Tôi có một người, mấy trái, một người yêu dấu mà thôi. Nó chạy 4 con sò anh em nhá, 4 con sò than. Chút nữa tôi sẽ mời anh em xem nội thất đang bật lao lớt. Khi đi đau đớn vô ngân, dòng đời không có mùa xuân. Bạn ra rất thích hợp nghe vào những đôi loa cổ 320, 25 hoặc 30. Chất âm phải nói là cực kỳ thuyết phục luôn. Những con âm ly cổ nó sẽ làm được điều đó. Đợt này cửa hàng có khá nhiều âm ly cổ,
thì tôi vẫn nói với anh em là chiếc đơm ly cổ nó trong, nó rõ. Nó chỉ khác nhau về kiểu dáng hình thức mà anh em đưa ra cái quyết định là mình có thích sản phẩm đó không thôi. Chứ còn đơm ly cổ thì tôi nói luôn anh em là nó chỉ có con khỏe và con yếu. Còn nếu mà để chất âm nghe nhạc thì con nào cũng hay. Và nó ghép được rất nhiều loa anh em nhé. Sẽ làm một clip mở nội thất để anh em cùng tham khảo.